Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những gốc đào phai rực rỡ tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được thị trường ưa chuộng. Khung cảnh tuyệt đẹp tại cao nguyên Mộc Châu những ngày sắp Tết khi hoa mận nở bung, phủ sắc trắng khắp nơi. Thơm ngon vị Tết, món sò chả của thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong mâm ngũ quả của mỗi gia đình đều không thể thiếu nải chuối xanh, tượng trưng cho sự che chở, đùm bọc và gắn kết. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật để chuối ra quả, xuất bán đúng vào dịp Tết Nguyên đán và hiện đang là thời điểm bà con tập trung thu hoạch. Hiện xã Phú Cường có trên 140 ha đất chuyên trồng chuối. Nếu trong năm bình quân một sào cho thu lãi từ 8 đến 10 triệu đồng, thì chuối bán vào dịp Tết Nguyên đán cho thu lãi gấp 1,5 đến 2 lần. Ước tính dịp Tết này, toàn xã có trên 40 ha chuối cho thu hoạch, cho giá trị kinh tế đạt gần 16 tỷ đồng. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng trồng chuối ở xã Phú Cường, luôn tấp nập nhộn nhịp các xe hàng từ mọi miền Tổ quốc về thu mua chuối, đã khiến cho không khí Tết dường như đến sớm hơn. Đó cũng là động lực giúp bà con hăng say hơn trong lao động sản xuất. Chơi đào ngày Tết từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân miền Bắc. Để có được cành đào đẹp, người chơi có thể bỏ ra vài triệu tới vài chục triệu đồng. Và trồng đào cũng vì vậy mà trở thành một nghề đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân, trong đó có huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Huyện Vân Đồn hiện có 254 hộ trồng đào phai với tổng diện tích 62,8 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Hạ Long, Đông Xá, Đài Xuyên. Đặc trưng nó là hoa năm cánh. Năm cánh mà nó là thắm, là to, là đẹp. Được cái nụ này nó đuổi nụ kia. Thế mà nó lại được bền, chơi được bền. Thế mà được cái là khách hàng là rất là ưa chuộng. Từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người sành chơi đào trong tỉnh và các tỉnh ngoài lại về Vân Đồn tìm cho mình một cành đào phai. Và cũng nhờ trồng đào đã giúp nhiều hộ dân ở đây nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững. Trung bình, mỗi hecta trồng đào phai mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng một năm. Năm nay, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường khiến cho việc trồng đào gặp không ít khó khăn, nhưng các hộ trồng đào phai ở Vân Đồn đã chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đào nở đúng dịp. Dự kiến Tết Nguyên đán năm nay, Vân Đồn cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 cây đào phai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2020 này, đường đến cao nguyên Mộc Châu Sơn La dường như ngắn lại với khách du lịch bởi sức cuốn hút của hoa mận. Hoa mận Mộc Châu năm nay nở sớm. Từ bây giờ, du khách đã có thể thưởng thức màu trắng tinh khôi của hoa mận. Hoa mận thường bắt đầu nở từ khoảng giữa tháng 1 dương lịch và nở rộ vào cuối tháng cho đến đầu tháng 2 dương lịch hàng năm, kéo dài trong vòng 2 đến 3 tuần. Cái lạnh của những ngày đông vừa qua trên cao nguyên dường như đã ấp ủ, tiếp thêm sức mạnh cho hoa mận bung nở. Năm nay, hoa mận ở Mộc Châu nở sớm. Thời điểm này, các cánh rừng mận ẩn hiện trong sương mù đã ngập tràn sắc trắng. Lần đầu tiên thì tôi ra Mộc Châu thì thấy là cái không khí ở đây nó rất là mát mẻ. Và đêm hơi lạnh một xíu nhưng mà cảm thấy rất là thích, tại vì cái không khí nó mát mẻ rồi cây cối nhiều, với lại lần đầu tiên cũng đến thăm cái vườn mận như thế này và thấy ở đây rất là con người ở đây cũng rất là thân thiện. Thung lũng mận Nà Ca, Mộc Châu là nơi có nhiều hoa nhất với diện tích hơn 100 hecta. Mình đã đi rất là nhiều nơi nhưng mà chủ yếu là đi biển. Và đây là lần đầu tiên được lên núi và có một cái khung cảnh mà khiến mình thực sự rất là bất ngờ. Và ấn tượng nhất có thể nói là vườn mận Nà Ca ở đây. Lần đầu tiên thấy một khung cảnh tuyệt vời như thế này. Trước kia, mận ở Mộc Châu được trồng chỉ là để người nông dân thu hoạch quả đem bán. Tuy nhiên với vẻ đẹp nguyên sơ, tinh khiết, hoa mận Mộc Châu từ bao giờ đã trở thành một điểm hẹn của nhiều du khách mỗi mùa hoa. Để có được những vườn mận đẹp và năng suất, những người nông dân ở đây đã rất kỳ công trong việc chăm sóc, bón phân, cắt tỉa những cành già và sâu bệnh để đảm bảo cho việc thụ phấn và đậu quả. Du lịch về hoa mận này là bắt đầu phát triển vào năm 2017. Hầu như năm nào
lượng khách lên Mộc Châu thì vào cái mùa hoa là tăng dần theo từng năm. Tại đây thì người dân có thể bán cho mình các sản phẩm từ cây mận hoặc là có thể cho thuê các trang phục hoặc là bán cái đồ thổ cẩm của người dân tộc ở đây. Bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường, thùng lũng Mú Náu, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu hay xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ là những vùng mận đẹp nhất trên dải đất cao nguyên Mộc Châu. Xác định phát triển du lịch là một trong những chương trình trọng tâm, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai nhiều hoạt động quảng bá nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Năm 2019, huyện Na Hang thu hút 168.000 lượt khách du lịch, vượt 45,9% kế hoạch giao, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 134 tỷ đồng, vượt 36,3% kế hoạch, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả đó là nhờ những giải pháp đồng bộ thiết thực của huyện trong thời gian qua, nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc, trọng tâm là bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, các lễ hội truyền thống đang được huyện quan tâm chú trọng. Duy trì tổ chức các lễ hội, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch có tiềm năng lợi thế, nhất là du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch liên vùng, liên tỉnh được đẩy mạnh. Đồng thời, huyện tập trung phát triển nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch. Từ đó, vừa phục vụ cho nông nghiệp, vừa phục vụ du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thời gian qua, Đảng ủy xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo ra nghị quyết chuyên đề về phát triển các loại hình dịch vụ du lịch tại địa phương. Từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của khu vực, vùng đệm, khu du lịch Tam Cốc, Bích Động. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ du lịch, chi bộ thôn Hành Cung đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, vận động các hộ gia đình có điều kiện về diện tích, vốn và nhân lực phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Hiện thôn Hành Cung đã có gần 10 mô hình du lịch cộng đồng của các hộ dân, trở thành địa phương đi đầu của xã về phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Các mô hình phát triển hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Để mô hình du lịch cộng đồng phát triển, Đảng ủy xã Ninh Thắng đã thường xuyên họp bàn với bí thư chi bộ, các thôn xóm để nắm tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Từ đó, cán bộ đảng viên đã tiên phong trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hàng chục năm phát triển, làng nghề sản xuất giò chả ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ngày càng đa dạng phong phú, từ giò lụa, giò bò, giò xào, giò bì cho đến chả quế, nhưng vẫn vẹn nguyên hương vị truyền thống. Thông thường, quá trình chế biến giò chả của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Thủy và bà Ngô Thị Bạch kéo dài từ 3 đến 5 giờ. Tuy nhiên, càng giáp Tết nhu cầu tăng cao, thời gian sản xuất kéo dài hơn để có được món giò ngon hấp dẫn đòi hỏi sự cầu kỳ và công phu từ khâu chọn thịt lợn, pha thịt đến kỹ thuật gói giò, luộc giò. Giò mà cứ giò ngon hay không là do cái thịt. Thịt nó dẻo thì nó giòn, nó dai. Thịt làm giò này chọn thịt mông, mới thì thịt thăn. Sau khi mổ xong là phanh lợn ra là mình làm luôn là giò là ngon nhất. Thịt sau khi sơ chế được giã nhuyễn, mịn, tùy theo công thức của từng cơ sở mà nêm nếm gia vị. Trước đây, người làng Trai Trang giã thịt làm giò bằng tay, nay được làm bằng máy. Tuy nhiên, những nét truyền thống vẫn được lưu giữ. Nó quay giò thì nhất thiết là phải lá chuối. Mà thường có rất nhiều loại lá chuối, nhưng mà thường thường là phải lá chuối Tây. Thì Tây nó không đắng, mà nó thơm. Nói chung là lá chuối mình cứ thường thường là phải làm tươi. Lấy về đâu làm đấy. Nếu mà nó ướt mình phải lau khô, giò nó mới thơm và nó để lâu được. Ngày nay giò lụa không còn là một món ăn quý hiếm, nhưng vẫn không thể thiếu trong mâm cỗ cúng tổ tiên, mà còn là thứ quà quê, là món ngon mời người thân, bạn bè thưởng thức trong dịp lễ Tết. Độ thơm thì là bốc ra là đã thơm về mùi lá chuối, và ăn cảm nhận như cái kiểu nó giòn và nó ngon, cái kiểu độ ngậy của mùi nước mắm với lại cái thịt là thịt ngon ấy. Thì cái đặc trưng của giò Trai Trang là rất là ngon về cái độ thơm và độ mềm của giò. Nhân dịp cái Tết của năm Canh Tý thì Ủy ban thị trấn cũng đã triển khai cái kế hoạch đi kiểm tra toàn bộ các cái hộ
mà kinh doanh và sản xuất giò chả ở trên địa bàn. Khi đi kiểm tra test nhanh thì cơ bản các hộ đối với cả các cái giò chả thì không có cái việc mà hàn the. Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ vũ trang tỉnh Phú Thọ lại có những chuyến hành quân tới những bản làng xa xôi để cùng bà con nhân dân đón Tết. Năm nay, chương trình Tết Quân Dân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tại Bản Xoãn, huyện Đoan Hùng với mong muốn mang tới một cái Tết yên vui, ấm áp đến với những gia đình có hoàn cảnh, gia đình người có công vào dịp cuối năm. Thi gói bánh chưng là hoạt động mở đầu cho chương trình Tết Quân Dân năm nay. Trong thời gian ngắn, những cặp bánh chưng vuông vắn và những chiếc bánh tày truyền thống được các đội hoàn thiện khá đẹp mắt. Tiếp đến là phần trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết. Những đôi bàn tay khéo léo, mâm ngũ quả với đầy đủ các loại hoa quả truyền thống được các đội thi hoàn thiện, tạo nên một không khí ấm áp nghĩa tình của bộ đội với nhân dân trong chương trình Tết Quân Dân. Cảm ơn cơ quan tất cả bộ chỉ huy quân đội tỉnh, ủy ban nhân xã tạo điều kiện cho tôi cuộc thi hôm nay. Trước hết là trong bản thân tôi cảm thấy là cần phát triển để mà làm sao cũng là giao lưu giữa tỉnh quân dân và xã của tôi. Năm nay là năm thứ năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Tết Quân Dân. Cùng với các hoạt động văn hóa trong chương trình Tết Quân Dân năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Quân đội chi nhánh Việt Trì, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng hơn 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 100 lượt người. Những hoạt động ấy thể hiện sự sẻ chia của lực lượng vũ trang đối với chính quyền và nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào còn khó khăn. Tôi nghiên cứu, tham mưu để tổ chức các cái trò chơi dân gian cho nó phù hợp ở các vùng miền địa phương. Lâu lắm rồi là mai một là cũng không có những cái trò chơi như thế này. Như hôm nay là được các đồng chí về đây cùng với địa phương, với quân, với dân để tổ chức những cái trò chơi như thế này rất là ý nghĩa và mang tính chất truyền thống. Rất mong rằng là qua cái hội thi các cái trò chơi dân gian hôm nay thì địa phương sẽ rút ra được những kinh nghiệm và học hỏi thêm để tới đây là sẽ tổ chức được những cái hội thi rồi những các trò chơi truyền thống dân gian của địa phương được tốt hơn. Sau hơn một năm triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ nơi biên cương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc tuyên truyền vận động và hỗ trợ trẻ em vùng biên giới, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, xây dựng biên cương ngày càng vững mạnh. Hai phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nàn Sán cũng được đồn biên phòng Simacai hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương với số tiền 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ của đồn cũng trao tặng 200 suất quà, tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ và nhân dân xã Nàn Sán. Qua đó góp phần chia sẻ động viên phụ nữ vùng biên, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với sự hỗ trợ của đồn biên phòng Simacai, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng triển khai thực hiện nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan đoàn thể khác nhằm hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Simacai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện ra soát đề nghị tỉnh thành lập một mô hình sinh kế với 10 hộ gia đình tham gia. Mỗi hộ được vay vốn là 10 triệu đồng một hộ để mua bò, trâu phát triển kinh tế. Chương trình bước đầu mang lại những kết quả tích cực, sẻ chia một phần khó khăn với phụ nữ vùng biên. Các hộ ủy viên của xã Nàn Sán là vay 10 triệu đấy về thì chị em cũng biết canh tác và cũng biết sử dụng đồng tiền để và quay vòng vào cái kinh tế đấy, như là chăn nuôi lợn thì một năm thì có thể bán hai lứa, chăn nuôi lợn trên này là lợn đen thì chăn nuôi hai lứa thì một thì xong lại bán xong lại mua để nuôi tiếp tục nuôi thì trong vòng 2 năm thì lại thu lãi xong lại cho hộ khác vay. Bằng những việc làm cụ thể thông qua các buổi tuyên truyền, các lớp tập huấn, hướng dẫn chia sẻ kiến thức kinh tế xã hội, giúp chị em hiểu biết tự tin cho cuộc sống và chủ động tích cực hơn trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.